Wow, it's beautiful. Cầm lên cái lồng đèn của cô giao á, đừng có đỡ lên, không cầm lên lồng, à đúng rồi, đây em đang bị dưới này mà. Đẹp. Wow. Nice mark, Sim Jong. Free hand too, bro. People got skills. Để băng dép. Bên đây băng. Xin chào. Dạ, cảm ơn. Mark Lewis. Nice. Yeah. That's cute, huh? It's right by the bridge. Come on. Okay, man, I want some more of the ice cream. Well, I got some of the back scratches and fans and stuff, Mark. Go gãy đầu rồi, huh? Đây có trái cây, huh? You can buy that when you're in Vietnam. Yeah, yeah. Ở đây thì bán banana pancake. Đâu có những cái sky không kia ra. Đây thì là đặc sản Hoi An. Swap the strip. Thank you.
Okay. Yeah, yeah. Yeah. See, you reach for your pocket. There he is. I can taste this guy for you. Đây là bắp nướng. Они лучше, чем обычно. Bắp nướng. Đây bán bao nhiêu kem em? 5.000. À, đây có loại gì em? Dâu dừa sầu riêng sô la. À, cho anh một cái sầu riêng ha. 6 nồi. Cái đợt 5 bao nhiêu? À, cảm ơn em. Kem sầu riêng đó, kem móng sầu riêng. Tuyệt vời. This time I got some durian ice cream. Right? Wow, real durian too. What's up? Mark, going somewhere? Head towards the bridge. Yeah. Dạ, cảm ơn. Nhân là có nhân hả? À? À, không nhân gì hết. Oh.
nhà hàng. I spent like four. Oh, you've been out. All kinds of things. Yeah. Damn, so it's real nice at night here, y'all. That's it. Real festive. This whole town. Hoi An. Ranked number 15 in the 20 unforgettable things to do at night on your travels. True. Hey Mark, let's take a picture by the lantern.